Bán nha, 75 ngàn giùm em. Rồi đưa hàng giùm em, nó bon đó. Con tê lê rồi đó, em xe cho mấy chị mặc. Những cái mẫu mà lẻ lẻ kho đưa ra đây hết đi. Rồi nhanh lên. Mày cầm chân đi không? 7 tuần nữa Tết rồi, em bán cho mấy chị mặc. Cho nó vui ha. Chia sẻ là em bán nha, còn không chia sẻ em bán đâu. Một xanh hay một đỏ đây. Rồi đưa giùm em màu lên long cong đuôi cá nha. Một đỏ đi. Rồi lên long cong đuôi cá giùm em nha. 700 ngàn luôn. Long cong đuôi cá 75 giùm em nhé. Long cong đuôi cá 75 giùm em. Long cong đuôi cá 75 giùm em. Chia sẻ livestream mới bán giùm dẹp nha. Người nào không chia sẻ là không bán đâu nha. Không chia sẻ không bán, nghe rõ giùm em. Rồi 75 ngàn giùm em. Long cong hàng lùa hàng nha. Cái bộ này là hàng phong quần ống rộng giùm em nhé. Rồi chốt giùm em bộ này nhé. Rồi long cong màu đỏ giùm em này, màu đỏ với là màu xanh giùm em. Đưa giùm em màu xanh đi. Rồi đuôi cá màu hồng màu đỏ giùm em nhé, long cong 75 ngàn. Chia sẻ livestream nha, lên hàng sale nha mấy chị đẹp nha. Cái like này là lên hàng sale thôi, toàn mẫu đẹp không thôi à. Hello Kiều, hello Nguyễn Kiều người đẹp ơi. Nguyễn Kiều fan cứng đấy Nguyễn Kiều. Đại à. Trời ơi, đi. Trời ơi. Rồi long cong màu xanh màu đỏ giùm em nha. 75 ngàn. 75 ngàn nghe rõ giùm em. Hello hello nhá. Rồi 75 giùm em này, thầy lẹ đi. Rồi long cong tây à, cái này là cái gì? Là đuôi cá. Rồi 75 ngàn giùm em nhá. Dạ cái này là ống rộng giùm em ha. Kiểm tra hàng thoải mái luôn nha. Cái like này em lên thằng xe thôi nha. Thôi bị đỉnh luôn. Rồi 75 ngàn giùm em. Trời không lấy thôi luôn á. Sỉ bằng lẻ nhá, sỉ bằng lẻ. Rồi chốt từ từ này. 75 giùm em. Quan tê le. Có được à, dạ rồi ok đợi em xíu. Rồi màu xanh màu đỏ giùm em nhé, hai màu. Ai lấy chốt giùm em 75 ngàn. Màu xanh với màu đỏ giùm em nhé, hai màu cái gì đẹp nha. 75. Mấy chị comment là long cong giùm em ha, màu xanh hoặc màu đỏ giùm em, hai màu 75 ngàn một set. Nhưng mà em áp dụng cho những người nào có chia sẻ bài thôi nha. Là cong đuôi cá 75 nhưng mà màu gì chị ơi, kèm màu giùm em. Đưa giùm em cái màu xanh màu đỏ đi. Hai màu nhá, 75 ngàn nhưng mà phải áp dụng chia sẻ bài giùm em chị đẹp nhá. Còn không chia sẻ bài em không bán đâu. 75 ngàn một set, lên hàng sale nha. Đưa giùm em màu. À, chị gì? À, Lê Hồng lên lấy màu gì chị ơi? Màu xanh với màu đỏ giùm em nhé, hai màu. Xanh với đỏ giùm em. Em chốt từ hai bộ giùm em nhé chị đẹp nhá. 75 ngàn đừng do dự. À, long cong đỏ cho trăng khuyết này. Đưa giùm em đi. Trắng thiệt à? Ừ. Lý ơi, lên chốt hàng đi. Long trăng khuyết màu đỏ này. Nguyễn Nguyên màu đỏ này. Đây đây bỏ chưa? 75 ngàn, chia sẻ bài nha. Không chia sẻ bài em không bán đâu. Màu đỏ này. À, thì lợi ngô long cong màu đỏ này, 75 ngàn nhá. Hai long cong xanh với đỏ cho Nguyễn Úc này. 75 ngàn Nguyễn Úc xanh với đỏ này, 75 ngàn nha mấy chị đẹp nha. À, bên đây đỏ nhé, Lê Hồng Linh đỏ này. Lê Hồng Linh lấy đỏ này. Long cong đỏ cho Phương gì? Phương Huy có chia sẻ bài này. 75 ngàn mấy chị. Long cong hai màu cho Dương Huyền này. Long cong màu hai màu cho Dương Huyền. Đỏ này. Chưa sẻ bài mới bán, còn không chưa sẻ bài em không bán đâu. Rồi qua mẫu luôn tiếp theo. 75 ngàn thôi mấy chị ơi. 75 nha. Nguyễn Úc xanh đỏ chưa? Rồi. Để chị đi. Đỏ xanh cho Huyền Thuận kèm chốt phải đi Huyền Thuận ơi. Chưa sẻ bài mới chốt nha con đi. Đang thuyền đỏ hả? Rồi tiếp tục mẫu nha mấy chị đẹp nha. Rồi đi ngoài bố đi. Rồi lên giùm em màu tím quần lửng nha. Màu tím quần lửng giùm em. Linh Nhật xanh với đỏ kèm xuống mày Linh Nhật ơi. Mọi chị ơi, lên nàng xeo đừng có bom hàng này mẹ. Bom vỏ đỏ nè. Bom hàng là chết với em lắm. Linh Nhật cho lại xuống ngoài đi. Châu Phan long cong hai màu nè. Là màu nào đây, đỏ với xanh nha ha. Hai màu mấy. Rồi lên giùm em màu hoa nhí tím 75 nha. Này đỏ này, đỏ xanh đây. Nhí tím 75 giùm em. Cái này quần chỉnh tất giùm em ha. Linh Nhật xanh với đỏ kèm xuống mày Linh ơi. Cái cụ kèm xuống mày Linh ơi. Mẫu này 60kg lại thôi. Em xeo hết cho rộng kho mấy chị ơi. Chuẩn bị Tết tới nơi rồi em xeo cho rộng kho. Rồi quần chính tất cho em nè. Rồi chốt giùm em màu luôn ha. Màu vàng, màu tím, màu hồng, màu đen giùm em. 75 ngàn 40-60kg lại mặc người giùm em nha. Bỏ dai này. Màu vàng.
hàng siêu đỉnh luôn. Tỷ bằng lẻ nghe rõ giùm em. Rồi, đen hồng vàng giùm em 75. Trời ơi là trời. Tôi sale cho mấy bà nhận hàng là mấy bà chỉ có mê thôi, thực sự luôn á. Hồng không có ai bán 75 ngàn cho mấy bà đâu, thực sự thề luôn. Hoa nhí giùm em. Hoa nhí giùm Trang nhé. Hoa nhí giùm Trang 75. Vàng cho Nguyễn Quyên. Vàng cho Nguyễn Quyên. Lâm Tông màu đỏ cho Rosa Ray nè. Không, bữa trước gọi mất máy rồi thôi nha, không có chốt ở đâu. Chưa sẽ bài mới chốt nha mấy bà. Vàng cho Nguyễn Quyên 85 kìa. 75. 75 hết. 75 hết. Hôm nay sale 75 hết. Rồi vàng đen hồng giùm em nhé. Đen hồng vàng tím 75 giùm em nhé. Trời đẹp ha. 75 ngàn của ông nhỏ nha. Cái này 60kg đổ lại. 60kg đổ lại một bộ giùm em. Trời ơi mấy chị ơi. Vàng chim ngân. Tỷ mà lấy về bạn vẫn có lời cho em. Bộ này rốt thì mình bán với 130 nha. 130 ngàn. Vàng chim ngân đen dung mùng. Đen hồng vàng giùm em 75. Xả hai bộ công giùm chị nha. Lấy bộ nhí đen mỗi bút này. Xả hai bộ công bộ nhí đen đó. Chị con tím đen hồng vàng giùm em nhé. Đúng rồi, bộ đang mặc ống nhỏ chị ơi. Bộ con cũng tức. Đó bộ đen đi. Đẹp quá. Bộ này đẹp lắm luôn á thực sự. Đen tím cho Nguyễn Minh Thư. 75 chia sẻ bài mới chốt. Chị Hoành Hoành không chia sẻ bài nè. Hương Nguyễn không chia sẻ bài cho Trang luôn. Nguyễn Minh Thư không chia sẻ bài nha. Phải chia sẻ bài mới chốt nha. 75 ngàn giùm em nhé. Đẹp ha. Đen tím. Minh Thư. Đen tím 75 nè. Rồi ai lấy thì em 75 ngàn một set giùm em nha. Màu đen. Tông cỏ xanh Bình Thuận có rồi. Bình Thuận có tông cỏ xanh rồi. 75 nghe rõ giùm em nhé. 75 ngàn một bộ không biết được. 75 nó rẻ lắm luôn á, thực sự quá đẹp luôn. Cái này là em xả bớt kho nhà em, nó rộng quá chị. Ủa sao lùn mẫu gì vậy? Hai nhí tím Xuân Thanh này, nhí tím đâu rồi, nhí tím bao nhiêu, nhí tím bé đẹp. Xuân Thanh. Ủa Xuân Thanh này. Nè cái mẫu này lộn rồi nha. Màu đen này lộn rồi nha. Sao chất hàng lại vậy? Màu đen này lộn nè. Đen hồng vàng tím giùm em 75 ngàn nha. Cô nó có bóng tóc nữa không? Thật luôn nè. Đây bảo vàng này mấy chị, vàng đẹp chưa? Đó, vàng đẹp giống hàng. Nó to mà. Rồi đưa hoa to ra cho em luôn. Đưa hoa to ra đây. 75 ngàn nhí tím, Phụng Kiều nhí tím, thêm cho bộ nhí tím đi. Rồi 75 ngàn giùm em nha. Rồi qua mẫu luôn. Qua mẫu nha. Rồi đưa tiếp tục giùm em hoa to đi. 75 ngàn mới dẹp nha. Chia sẻ livestream lên em mới bán nha. Không chia sẻ livestream em không bán đâu. Rồi lên tiếp tục hoa to, hoa hồng. Dạ. Mấy chị comment giùm em là hoa hồng giùm em nha. Hoa hồng kèm số điện thoại giùm em. Hoa hồng kèm số điện thoại nha, 75 ngàn. 75 ngàn một bộ giùm em nha. Mua hàng nhà em đi rồi biết nha. Hàng bao đẹp. Hàng không đẹp là không có tiền đâu, thề luôn. Rồi chốt giùm em mã hoa hồng. Hoa hồng xanh, hoa hồng vàng, hoa hồng trắng và hoa hồng đen giùm em nhé. 75 ngàn một set, chia sẻ livestream lên giùm em chị đẹp nha. Nguyễn Hương này có gỗ tông đỏ rồi chị. Trời ơi em nói thật, em xả cuối năm thôi mấy chị, lên hàng sale cuối năm thôi, tại vì em may nhiều quá. Em may bây giờ, nhà em là gần cả ngàn vạn hàng luôn mấy chị. Có vạn hàng không phải là tính hàng ngàn đâu. Mấy chị bấm theo dòng em may, mấy chị lướt xuống mấy chị biết mỗi lần là may lần 40 bao. Bây giờ em sale bớt cho mấy chị nha. Ai mua được thì may mắn nhiều. Cái này có mấy màu nè. Nhưng mà mua là phải chia sẻ bài giùm em nha, 75 ngàn. Em giá là tỷ bằng lẻ giùm em luôn ha. Rồi đây ống rộng giùm em, hoa hồng 75 ngàn thôi, đi giùm em đi. 4 màu nha, chốt từ 2 bộ đi mấy chị ơi. Trời ơi, 1 bộ sắp đi ra 75 ngàn, không có giao đâu nha. Chốt giùm em là màu đen, màu xanh, màu trắng, màu hồng giùm em nha, 75 ngàn. Đen xanh, hồng trắng 75. Rồi tình yêu là chốt giùm em. 1 bé 5, 2, 6, 3 chứ không. Đây là màu đen nha mấy chị. Thằng Leo chị có vừa màu này nha. Màu trắng giùm em luôn ha. Và màu hồng cho Trang 75 ngàn một bộ. 75 ngàn nghe rõ giùm em. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm cho em Trang nghe rõ nha. Kiểm tra hàng giùm cho em. Rồi tình yêu nào lấy cho giùm em màu hồng nè. Đó. Màu trắng và màu đen mấy chị comment là hoa hồng kèm màu giùm em nha. 75 ngàn một set giùm em. 40-61kg giùm này. À 60kg đổ lại giùm em một vừa. Rồi màu xanh em đang mặc. Hiền Linh nhí tím. Nhí tím Hiền Linh. Màu đen cho Nguyễn Quyên. Màu đen cho Nguyễn Quyên. Hoa hồng màu đen này. Bộ đẹp quá cái gì ha, dễ thương quá, bộ đẹp quá. Trang ơi, còn muối tiêu, hết muối tiêu rồi. Hết muối tiêu rồi chị ơi. Rồi 75 75 kèm màu giùm em, màu hai bộ nè, hai bộ màu nào chị anh Thừa ơi, lấy màu đen, màu trắng, màu hồng giùm em nha, 75 ngàn. Lấy màu nào?
À, chị hai bộ. Trắng hồng Nguyễn Dung. Trắng hồng Nguyễn Dung. 75.000 một set, sỉ bằng lẻ giùm em Trang nghe rõ giùm em nhé. Sỉ bằng lẻ. Nguyễn Dung đây. Nguyễn Dung thật hả? Rồi tình yêu nào lấy chốt giùm em. Màu hồng, màu trắng, đen màu đen. Đen cho Huỳnh Thuận. Đưa vest ra đây giùm em luôn, xả vest luôn. Đưa vest ra đây, đưa vest, vest. Ngọc đào một hoa hồng 4 màu, ngọc đào. Ngọc đào hoa hồng 4 màu. Sỉ mà lấy về là bán 120.300 cho em nha. Bộ này thị trường bán 120.300. Em đang bán cho chị 75.000 thôi. Em bán rồi em lấy tương tác thôi mấy chị. Màu anh thường Nguyễn Thị, anh thường lấy đen với hồng. Rồi anh thường Nguyễn Thị lấy đen với hồng. 75.000 nha, nghe rõ cho em. Đơn ngàn là chỉ có mê mà mê thôi. Em cam đoan danh dự 100% luôn á. Đen hồng cho Nguyễn Thị anh thừa đó. Nguyễn Thị anh thừa luôn. 75.000 nghe rõ giùm em nhé. Đi đâu ăn hoa hồng đen với hồng. Nhưng mà chia sẻ livestream em mới bán cho mình đẹp nha, còn không chia sẻ livestream em không bán đâu. Đen Huỳnh Thuận rồi nha. Đen với hồng là cho Thúy Đoan. Đen với hồng cho Thúy Đoan. Rồi lại lên đây đưa hàng cho em. Rồi lên hàng Von nha, lên hàng Von cho mấy chị. Tiếp tục lên hàng sale cho mấy chị. Cho con đen với hồng đi. Rồi. Đen. Đen với hồng. 4 bộ 4 màu cho chị Lan Vi Nguyễn. Bốn màu bốn màu cho chị Lan Vi Nguyễn hả? Bỏ đi, bốn màu bốn màu Lan Vi Nguyễn hết. Rồi. Đúng rồi. Bốn màu bốn màu cho chị Lan Vi Nguyễn. Rồi. Nguyễn Thị Bảo yếm màu xanh. Nguyễn Thị Bảo yếm màu xanh kìa mẹ. Nguyễn Thị Bảo yếm màu xanh. Có đơn rồi. Nguyễn Thị Bảo yếm chân chị nhỏ phải. Ok, quyên màu đen rồi nha. Rồi. Rồi em lên bộ này luôn nha. Bộ hoa hồng trắng đen cho Linh Trần này, Linh Trần trắng đen. Rồi bộ này nè, bộ này còn nhiều không? Bộ này còn nhiều không vậy? Bộ này còn nhiều không? Rồi chốt cho em bộ hoa đỏ này nha. Nè, 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 bộ này đẹp quá nè mấy chị. Rồi. Như vỏ hồng trắng. Nè bộ của hồng này. Lan xin kẻ nha mấy chị nhé. Lan xin kẻ cho mấy chị mua. Rồi chốt cho em bộ này đi. Ủa đẹp quá à. Bỏ sai nha. Con ghét chứ mà ghiền cái đồ vô đó nha. Rồi 135.000 giùm em mẫu hoa đỏ này. Ống đồng giùm em. Em mua được không chị? Chia sẻ bài đi em ơi. Chia sẻ bài mới được mua hàng nhà chị em. Màu đen mới là hoa hồng cho Quang Lê này. Đen với hồng cho Quang Lê. Đưa giùm em mẫu hoa đỏ. Đây. Hoa đỏ giùm em cùng ống rồng giùm em ha. Bộ này cùng ống bát giùm em, cùng ống rồng giùm em ha. 40 cho 61 62 kg là mặc vừa giùm em bộ này. Hoa đỏ tặng 135.000 hàng cao cấp. Bộ này thị trường bán ít nhất là phải là 230.000 nha. Bộ này thị trường bán ít nhất phải 230.000. Em Trang bán cho mấy chị với giá là 135.000 thôi. Đen với hồng cho đồng kim phúc này. Đen với hồng cho đồng kim phúc 75.000 nha. 75.000 giùm em là hoa. Hoa 75.000 giùm em. Rồi tình yêu nào lấy cho chị em hoa đỏ này nhá, 135.000. Nè, hoa nhí tím 75.000 cho Phùng Kiều. Hoa nhí tím. Mấy chị ơi, đó, hoa. Phùng Kiều có hoa nhí tím rồi. Hoa là lấy từ hai màu giùm em đi cho một màu em không có chốt đâu. Nguyễn Trinh hoa đỏ 135 này, Nguyễn Trinh với vô 135 này, bộ đẹp ha. Bộ này siêu xuất sắc luôn mấy chị. Bộ này thì trường bán giá mà 230 nha. À, đen mà đen hồng. Đen với hồng 75 kg 55 kg cho rồi chốt cho đồng kim. Đồng kim phúc hoa đỏ cho Nguyễn Nga 135.000 này. Bộ này thị trường bán ít nhất là phải 230 mấy chị nghe rõ giùm em nha. Em bán 135.000. Ờ Tina Trần hoa đỏ này. Rồi tình yêu nào lấy chốt lẹ đi. Em hết hàng mấy chị. Rồi vẹt nè. Không chốt các chị nha, em gọi có mất máy rồi chị ơi. Khổ quá à. Bóp sao ray gì đây nè. Hai lần luôn rồi đó. Bây giờ không có chốt hàng lần nữa đâu. Mẹ buồn đúng như rồi. Rồi em lên mạng hu xì nha. Em la sen kẹ nha mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm nè. Nguyễn May. Nguyễn May lấy gì còn đây? Hai bộ đen với hồng nè. Nguyễn May hay mấy Nguyễn gì đi? Nguyễn May đó. Đây là Nguyễn May này đen không phải không? 969. Rồi bộ này em còn ít nè. Bộ này vàng ống bát nha. Thúy Đoan hoa đỏ đây có đơn chưa? Thúy Đoan có đơn lên giùm em. Thúy Đoan có đơn rồi nè. Thúy Đoan hoa đỏ. Để đơn lên giùm em. Rồi bộ này vàng ống bát giùm em mấy chị đẹp nha. Trời ơi, bộ này hơi bị đẳng cấp. Bộ này là ống bát. Trời ơi, không có chỗ mà đứng trong cái quay luôn. Phía ra là có, phía ra là có hoa hồng đen với hồng rồi đó, phía ra có đơn rồi đó mẹ. Bộ này ống bát giùm em nha. Phía ra có đơn. Bộ này ống bát, nghe rõ giùm em. Đó, hoa hồng rồi không? Đẹp quá mấy chị. Ê, phía ra đây nè. Đây nè. Mày đi. Đây, đây, đây. Đẹp ha. Hết đơn rồi, bộ này thì trường không đơn có bán. Thả luôn, ra luôn đi tím. Bộ này em vải em đặt nhá. Bộ này em còn ít. Rồi 135.000 giùm em gu xì cổ vuông. Dân bến là bực. Gu xì cổ vuông giùm em 135.000. Bộ này thị trường không có đâu. Nha, thị Trần trường Hằng không có. Hoa đỏ. Có hoa đỏ không? Có. Trần Hằng có hoa đỏ nha, nó có một hoa đỏ này. Này ông bán nha. Này ông bán giùm em nghe rõ. Trần Hằng có hoa đỏ nha. Rồi gu xì giùm em nha. Rồi đưa giùm em bộ này hoa đỏ lên Trần càng số ngoài. Bộ này thị trường không có bán cho nên em không có biết là thị trường nó bán bao nhiêu nha. Linh Trần có hoa đỏ chưa? Đưa giùm em bộ này
giùm em đi. Bộ 562kg ạ. Gucci giùm em nha, trời bộ này đẹp quá chị ơi. Em sale cho chị 135 ngàn nha. Bộ chị đang mặc 1m55, trời ơi 62kg hả? Gucci cổ vuông. Cái dung mà. Không, cái này 60kg đổ lại thôi, mấy tình yêu cái này hàng hocker. Cái này là hàng hocker nghe rõ giùm em nha. Mẹ, cái Nguyễn Dung này là cái số điện thoại tôi là 125 á. Hoa đỏ cho Lê Quỳnh nè, 54kg nè. Không, cả đến 125 thôi mới ghi này. Hoa nhí vàng sao quê sao gứa gì đây rồi không biết. Nguyễn Dung có hoa u xì này. U xì này. Rồi Nguyễn Dung bỏ qua cho em đi. 135 thôi mấy chị Lê ơi. Quỳnh, cái bộ Lê Quỳnh này. Lê hoa Quỳnh. Hoa đỏ lên trần này. Hoa đỏ lên trần. Lên trần đây này. Lên trần hoa đỏ. 502 đuôi á. Ừ. Hoa đỏ 135 nhé. Này hoa đỏ này. Mặc đồ bên em chị phải giảm cân để mặc. Dạ đúng rồi, hàng đẹp không à mấy chị. Hàng đẹp không à. Không mua là hơi bị phí đó thực sự. Rồi Gucci ai lấy mà giùm em nha, 135 ngàn. Rồi lên vest giùm em xem. Hiền nhận hai chứ Hiền ơi. Em lên vest xem cho mấy chị nha. Lấy bộ chi bệnh vô nó Nguyễn Trinh nè. Ok trên xe em cái bi hồng đi. Bi hồng á. Có cuộc nữa là rồi em lên vest nha, anh sale vest cho mấy chị. Vải lụa hàng nha. Ok Trinh nè. Vest này thị trường bán 170 nè mấy chị. Trong bộ Gucci đó đi mẹ. Thị trường bán 170 em bán nửa giá thôi nha. Em bán Trinh nửa giá. Trinh ơi cho lại số điện thoại Trinh ơi. Nguyễn Trinh nè cho lại số điện thoại đi, cho số điện thoại kia quá à, không có đọc được. Bộ này em bán nửa giá thị trường Gucci, thôi nha. Một bên cái thanh nguyễn này. Rồi bộ vest Gucci này thị trường bán 170. Thị trường bán 170 em bán nửa giá thôi. Em trang bán nửa giá thôi nha. Bộ này em trang bán cho mấy chị với giá là 85 ngàn. Rồi vest giùm em. Một bộ vest 85 ngàn tinh nổi không mấy chị. Rồi đưa cho em bảng màu đi. Quần ống nhỏ nha mấy chị đẹp. Bộ này quần ống nhỏ nha. Nghe rõ giùm em nha. Bộ này quần ống nhỏ. Rồi vest 85 ngàn giùm em. Rồi đưa bảng màu cho em đi. Bộ này em sale cho mấy chị đó. Chứ còn bộ này là em không có bán đâu nha. Em may cho xỉ, bây giờ xỉ nó không có lấy là em phải bán ra cho mấy chị. Cái hàng này em ít bán lắm, tại vì nó rẻ mà lai mệt cho mấy chị chốt đơn nhiều lắm. Trời bán mà hàng rẻ mà 85 ngàn này em chốt là từ miền đây tới thế sáng mai, thực sự. Rồi, em đưa bảng màu nha. Rồi mấy chị comment là vest kèm màu giùm em. Vest này màu em đang mặc là màu xám, cái này là màu trắng giùm em. Và cái này là màu đen. Rồi, đưa giùm em đi. Màu đỏ và màu hồng giùm em, rồi 5 màu mấy chị. Vest kèm màu giùm em, trang mấy chị đẹp nha, 85 ngàn một bộ giùm em. Màu đỏ, màu đen, màu hồng giùm em, màu vest xám và màu trắng. Vest xong một ký đổi lại mặc vừa nha. Đưa giùm em màu trắng đi. Đây đây. Rồi kèm màu giùm em nha, vest màu trắng này, màu hồng, màu đỏ và màu đen giùm em, 85 ngàn. Vest màu nào chị ơi, vest kèm màu lụa nha. Lụa hàng nha, thị trường bán 170, em bán 85 ngàn thôi nha. Thề luôn, bộ này không có bán ai bán dưới 150 đâu. Ráng cho Nguyễn Úc. Mang vải lụa hàng nha, vải lụa hàng em. Nguyễn Úc ráng. Mềm mình lắm á chị ơi, mát lắm. 85 ngàn một cái giùm em. Đỏ thì lấy ngô dồn đơn. Màu trắng, màu hồng. Đỏ thì lấy ngô nè. Màu đỏ giùm em. Và màu đen, đưa giùm em màu đỏ đi. 85 giùm em nha. Đen cho Hà Trinh dồn kìa. Hà Trinh hồi nãy á, màu đen á. Màu đen Hà Trinh. Xe cho nó nhanh hết hàng, chỉ còn 7 màu tuần màu hồng thôi. Cho Nguyễn Trinh nè. Hà Trinh đen, đó em dùng tốt hơn anh đây, đây. Đen, hồng, đỏ, trắng giùm em. Nguyễn Trinh không? Alo. Hồng cho Nguyễn Trinh. Hồng cho Nguyễn Trinh. 85. Hồng cho Nguyễn Trinh. Trắng cho Tăng Lê nè. Tăng Lê. Tăng Lê nè, châu trắng. Bây giờ mẹ có hoa tiểu thư gì nhỏ. Châu trắng đó mẹ. Châu trắng ở đây. Nguyễn Trung là 125 đuôi á. 125 được mặt nhỏ. Nguyễn Trung 125 đuôi chứ mặt. Cái này nè, màu trắng. Anh thì Nguyễn Trung đen nha, đen á mẹ. Đen á, Nguyễn Trung là đen á. 85 nhưng chưa sẽ bài bán nha. Không chưa sẽ bài bán. Em đang cầm cái thẻ qua đây luôn đi. Con ghi đây ghi. Đưa giùm em kia hoa tiểu thư đi, hoa tiểu thư phối ren á. Xám với trái như kích trần này, nó còn màu xám đi mẹ. Trắng, hồng, đen, đỏ giùm em nhé. Đen, bỏ lấy đen đi. Trắng, hồng, đen, đỏ giùm em 85 ngàn. Trắng cho người thì bảo Yến có đơn rồi đó. 85 Đen cho Nguyễn Thị Anh Thừa với Nguyễn Dung 125 á. Nguyễn Thị Anh Thừa với Nguyễn Dung. Đen, hồng, đỏ. Màu xám cho Hương Nguyễn đây đúng không? Xám trắng giùm em nha. Đen, đỏ, hồng, xám trắng giùm em.
đen hồng đỏ xám trắng giùm em 85. Xưa này. Xám lên loan tên lê đi. Rồi lên loan tên lê. Loan tên lê đúng không? Có là mình mới chỉ được cái gì đó. Xuân Thanh là 58 kg, mấy số 3 không vừa đâu. Tên gì tên gì? Tôi giùm em con tên lê, ông chị lên trên nó gì nhỏ. Xám cho Linh Anh Linh nè. Linh Anh Linh đây, nhỏ ha. Xám cho Nguyễn Út nè mẹ. Tên nữa. Mẹ Nguyên Út. Út khó rồi. Nguyên Út, Nguyên Út. Ủa lại hai người bé kìa. Rồi có rồi, sáng rồi, rồi có rồi nha. Rồi chưa? Rồi, rồi, bỏ rồi. Lê, lê hai màu á. Lê, lê ăn vang rồi đấy, chứ khó nó có đúng á. À, cái cây, cái cây nữa. Để cho hai cái này nha. Ê, tiếp đi. Rồi, em lên ron tay lê nhá, xeo cho mấy chị nè. Cái nó xả rồi còn. Rồi 40 tới 60 kg đổ lại mặc vừa giùm em. Lan cẩm một cái xám, một đen, một hoa hồng nè. Lan cẩm là lấy vé là xám với đen với là một hoa hồng. Rồi. Là ba bộ đó. Xám đen hoa hồng không? Rồi bộ này sẽ 115.000 nha. Bộ này sale 115.000 cho em. Màu vàng với màu hồng, cúc hồng và cúc vàng. Mấy chị comment là cúc hồng, cúc vàng cho Trang nha. Sale 115.000. Lan cầm cho lại số điện thoại nha. Cho có 9 số à. Rồi 115 giùm em. Chốt lẹ đi vải voi nha. Cực kỳ mát luôn mấy chị. Hơi bị đỉnh luôn. Hoa hồng xanh hả? Rồi mấy chị comment là cúc vàng, cúc hồng giùm em. Sale 85, à lùng, sale 115. Lan cầm là lấy đâu rồi. Sale cho mấy chị nha. Mấy chị comment là cúc vàng, cúc hồng giùm em. Cúc vàng, cúc hồng. Lan cầm cho lại số điện thoại nha. Cúc vàng, cúc hồng 115 giùm em. Quần chính tất mấy chị đẹp nha. Ai mà đã từng mặc vô nhà em là hơi bị mát luôn. Đẹp lắm. Nha, dạ, quần em bay 2 lớp rồi. Vâng, vâng. Rồi cúc vàng, cúc hồng giùm em 85, alo 115 nha. Lan cầm cho lại số điện thoại đây. Vết đóng nhỏ chị ơi. Rồi chốt giùm em Trang bộ này nhé. 115.000. Hoa vàng với hoa đỏ giùm em. Bộ người không bắt còn hết rồi. Cúc vàng Thúy Đoan. Cúc vàng Thúy Đoan. Vàng cho Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn Thúy Đoan. 115.000 mấy chị đẹp. 115.000 nghe rõ giùm em. 115.000 quang lê vàng dùng đơn này. Quang lê vàng dùng đơn. Quang lê này thím. Mát lắm. Thề luôn, hơi bị đẹp. Quang lê hồng cho Châu Trác này mẹ. Hồng cho Châu Trác. Đó cho đặt đây. Vàng hồng cho Lan Viên Nguyễn Hồng đâu. Vàng hồng cho Lan Viên Nguyễn 115 ngàn nhá. Lan Viên Nguyễn Hồng vàng này. Đây đây. Châu Tác bỏ luôn chưa? Rồi. Vàng hồng giùm em mấy chị. Vàng ngọc đào vàng với hồng này. 115 ngàn rẻ quá. Ngọc đào có đơn rồi đó. Rồi. 115 ngàn lấy lần sale nha. Xà bùa đỏ dầm em đi chị. Xả gì đuổi trả là xíu gọi nhân viên gọi lẹ lẹ đi chị ơi, tìm lại. Nè ngọc đào hai bộ hai màu nè, 115.000 á. Lê. Ngọc đào. Chắc có được. Nè, ngọc đào đó. Rồi lên lên thanh đi của vua ông bác nha. Đang mặc 62 kg không vừa nha. Rồi ông bác giùm em thanh đi của vàng hồng cho Vương Pha này, con bộ hồng đi mẹ. Vàng hồng. 115.000 60 kg đổ lại nha. Đây. Vương Pha bao nhiêu ký vậy trời, Vương Pha bự quá vậy. Vương Phan bao nhiêu ký vậy chị? 60 ký đổ lại thôi nha. Trời, cái voi này 60 ký đổ lại thôi mấy chị nha. Ê, đi. Ở đây rẻ quá thì chốt. Bắn vương không xả ra nữa. Rồi bồ Trang đang mặc là ống bát nha. Ống bát đẹp chưa? Rồi trời ơi, bồ này sang quá chị ơi. Rồi 135.000. Bồ này 135 giùm em nha. 135 giùm em Fendi. Fendi của Vương 135. Bộ này thị trường bán 200 mấy đó. 200 mấy đó mấy chị. Bộ này thị trường bán 200 mấy đó. Không vừa đâu chị ơi. Trời ơi. Vương Pha không vừa đâu nha chị nha. Bộ này 60 kg đổ lại giùm em. Ống bát nha. Bộ này ống bát giùm em, nghe rõ giùm em ha. Ống bát. Bộ này thị trường bán 200 mấy đó mấy chị. Y chang vải nhà em luôn. Không khác một cái gì hết trơn luôn. Nha, vải đuổi.
vải rủi cực kỳ đẹp luôn nhé, 135 ngàn. Rồi đưa ra giùm em đi bộ này, chị nào lấy. Bộ này thị trường bán 200 mấy đó, em bán nửa giá luôn cho nó nhanh. Bộ này đẹp lắm, mẫu mới. Mẫu mới đó mấy chị, bộ này là mẫu mới nha. Nhưng mà em vẫn bán giá cho mấy chị 135 ngàn đó. Bộ này đẹp lắm. Rồi ai lấy cho giùm em chữ Fendi nha. Chữ mấy chị comment là chữ là được rồi nha. Chữ giùm em. 165kg con vừa đâu. Bé 65kg. Ai mượn thả ra luôn đi. Em đang mặc là chữ nha, mấy chị comment là chữ giùm em 135. Lê Trung ống bát 2 bộ là sao chị? Là 2 bộ giống nhau rồi chị. Lê Trung ơi, là 2 bộ giống nhau đúng không? Cũng ok giùm 135 em 135 ngàn nha. Minh Khôi đang mặc kèm số điện thoại nha. Minh Khôi đang mặc này, 135 kèm số điện thoại giùm em. Chị nào đơn nãy giờ một bộ đang là đủ đơn đấy mấy chị. 135 kèm số điện thoại. Trong kho còn cái gì không? Lấy tay dài cột qua nữa chị. Rồi ai lấy chốt giùm em bộ Vương Thanh Điền nha, rồi qua mẫu luôn. Quá trời này em đâu quá trời luôn. Bây giờ em. Nó còn hết rồi hả? Khác nhau hả? Lê Trung ơi, tự lựa luôn đi chị. Nha, Lê Trung tự lựa luôn nha. Rồi bộ này còn mấy bộ xe cho chị luôn. Rồi lên giùm em mã tay ngắn nha. Xe cho mấy chị 115 ngàn. Còn. Rồi lên giùm em mã tay vô. Lê Trung ơi là lấy hai bộ hai màu này nha. Lê Trung đâu rồi, là lấy bộ màu rêu với là bộ này nha. Ok Lê Trung nha, hai bộ hai màu này đó. Rồi bộ sang đang mặc xe cho mấy chị 115 ngàn nha. Ôi tay đẹp quá. Rồi chốt giùm em là 115 ngàn. Vàng 115. Sale 115 vàng giùm em nha. Chữ cho Kim Ngân nè. Chữ cho Kim Ngân. Này hai bộ hai màu cho con. Vàng 115 giùm em. Ok chị Lê Trung nha. Cái này hả? Em đi hả? Kim Ngân này phải chế. Vàng 115 ngàn giùm em nhé, quần ống rộng. Quần ống suông rộng giùm em. Lên mẫu sơ mi phía sau đi em. Ok chị. Bộ đang mặc giòn đơn. Mệt rồi không xem nữa. Chị Hà trên bộ đang mặc nè. Bộ này mi. Vải mang rồi chị ơi. Ủa Kim Ngân hồi nãy. Chị Hà trên sau khuya à, sao mệt vậy? Rồi em lên sơ mi nha. Giùm em mã mai xám nha. Bộ em đang mặc mai xám sơ mi 135 ngàn. 135 kèm số hỏi giùm em mấy chị đẹp nha. Chữ đen dùng đơn nhé. Ok chị Kim Ngân. Rồi bộ này ống rộng giùm em nhé. Ống suông rộng giùm em. Trời ơi, Tết nhất mặc cái bộ sơ mi này hơi đẳng cấp luôn các chị ơi. Mai xám kèm số hỏi giùm em 135 ngàn. Bộ này thị trường không có ai bán 100 giá 135 ngàn cho mấy chị đâu. Thề luôn á. Bộ này 135 ngàn không có chỗ nào bán đâu. Đi giùm em đi bộ này. Để lát cái bộ này ra nha. Để mua một nút gắn vô cái này nữa thì thiếu một nút. Sơ mi mai xám giùm em mấy chị ơi. Khoa mai xám giùm em. Hai bộ cho Lan Viên Nguyễn. Để giùm em đi. Khoa mai xám nghe rõ giùm em. Rồi Lan Viên Nguyễn. Lan Viên Nguyễn hai bộ. Chị ra mới ấn đơn hôm qua là em đi rồi nha. Đơn này đây, thì chắc đi sau. Này Lan Viên Nguyễn hai bộ nè. 50 ký cao 1m55 vừa nha.
chốt tiếng ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái bộ này em đặt 3 tháng mới có vải mấy chị. Hồi xưa là em may cái cổ, hồi xưa em may kiểu gì em quên cha rồi. Nhưng mà gần Tết là em đặt vải này là đúng bài luôn. Cái này, cái này mấy chị mặc đi chùa hay là đi tiếp khách lễ Tết hay gì đó, mình đi tiếp khách gì đó là mình hơi đẹp luôn. Ra mấy chị hay bộ chưa? Ai nữa? Tina Trừng, Mai Sám. 60 kg vừa chị ơi, nhưng mà 1m6 giùm em nha. Nhưng mà 1m6 giùm em, còn bộ áo đuôi cá cho em thêm một bộ nữa nhé. Mai mai mã vàng 115 cho Araya này trên đây nè. Đuôi cá hả? Đuôi cá. Đuôi cá hồi nãy em thấy một bộ hoa văn đâu rồi? Đuôi cá hoa văn á. Đây. Đuôi cá cho bà nào này? Châu Trác. Châu Trác lấy bộ hoa văn này nha. Em chẳng còn bộ thôi, tính cho Đặng đây. Khoảng đã, để hỏi bà lấy không đã. Cái này có màu à, mai xám cho 125 nha nhé. 125. 3 phần luôn hai bộ. 125. Châu Trác có lấy không? Đang để cho. 8 kg vừa nha. 125.000 nha. Đó lấy thì ok giùm em rồi qua mẫu mai xám luôn. Rồi lên sơ mi hồng nha. Hồng với là màu cà phê sữa hai màu. Rồi sơ mi hồng và cà phê sữa nha. Mấy chị yêu cầu em lên sơ mi em mới lên nè mấy chị. Một 35 nha. Mua bi em hai màu ấy. Cái bộ này đẹp quá. Sơ mi đẹp lắm à. Bữa trước mua rồi mặc đẹp hả? Ồ vậy hả? Không biết. Lâu trắng. Lâu lâu nha. Ờ. Tháo lâu. Không có size 80 chị ơi. 80 đừng lựa hàng nha em nha. 63 kg thôi chị ơi. 80 bự lắm, không có vừa đâu. Rồi, ôi trời má ơi, sơ mi hồng giùm em nha. Hồng với là màu cà phê sữa dùng cho em hai màu mấy chị. Tính ông lên lâu, lên lại mệt lắm nhưng mà mấy chị yêu cầu em mới lên. Tại vì sơ mi em mới về luôn. Này cài giùm em đi, mệt quá, em mặc hết nổi rồi đó. Không vừa nha Diệu Thanh ơi. Không vừa nha Diệu Thanh nha, 65kg vậy mới cao 1m6 mới vừa nha. Rồi bộ em đang mặc hai màu nha, màu hồng với là màu cà phê sữa. Rồi hồng với cà phê sữa này. Hai hồng cho Lam Vi. Lam Vi nguyện hai hồng. Rồi cà phê sữa giùm em nhé. Màu đẹp quá cái chị ơi. Cà phê sữa lấy luôn đi chị Vi ơi, đẹp quá chị Vi. Màu quá đỉnh luôn. Rồi ai lấy cà phê sữa thì chị cầm lấy cà phê ơi, sữa. Màu hết tất cả hết mẫu là em treo sâu xào đó. Chị thích lấy mẫu nào. Rồi ai lấy sơ mi hồng. Treo ngoài sâu xào đó chị. Ai lấy cà phê sữa thì lấy nha. 135.000 một bộ. 135 để mặc cho mấy chị đưa, mấy chị không biết cái form đâu. Khách nhà em là phải mặc vô mới chọn, còn không mặc không chọn lạ vậy đó. Đây em còn 3 bộ em phải mặc này, đâu rồi? Ngu xì hoa. Thêm hồng cho Châu Trác. Là hồng hồi nãy hả? Châu Trác á. Ngu xì hoa 3 bộ nhé. 63kg 1m6 không An ơi, Nguyễn An ơi, 63kg 1m6 không? Như mẫu em đang mặc luôn mà còn 3 bộ thôi mới về hôm nay luôn. À chị lấy rồi hả? Em sự chị lấy rồi hả? Rồi gu xì hoa 2-3 bộ này. Gu xì hoa còn 3 bộ nha, hết luôn rồi nha. Hết lô luôn, dễ sợ thiệt. Mới về hồi tối luôn mấy chị. Mới về hồi tối mà hôm nay mới like. Rồi gu xì hoa hết luôn. Chị nào đơn bộ đó lừa đủ đơn nè, trời đất ơi. Gu xì hoa hết lô nha. Bộ vàng cho trên sầu ở giữa á. Sợp à. Cái bếp sữa chứ. Cái này cà phê sữa. Cà phê sữa. Nó đau, nó sấn. Cái đó cà phê sữa đó chị. Thêm hồng cho Châu Cháo ok. Lấy bây giờ chị cũ khỏi điện. Sơ mi hồng cho lò hồng dạ. Lê thì kìa. Hồng Lê thì cẩm. Cô xì hoa cho Hà Trinh quyên quyên hồng đi. Hà Trinh này. Cà phê sữa chị lấy hai bộ. Quyên quyên này. Quyên quyên kẹt số ngoài Quyên ơi. Rồi còn bộ nha hết luôn. Sơ mi hồng
đây thì cảm chạy số điện thoại nè, của chị Hoa với là Hồng luôn này, là hai bộ luôn đó. Đây Hồng nè. Hà trên giường đơn rồi. Chị ơi, là cái bộ đó là cà phê sữa đó chị. Nhung nhân nguyện của chị Hoa nè. Rồi lên sọc riêu nha. Cà phê sữa đó chị Hà, chị Út ơi, cà phê sữa đó. Hồng nhai nè. Này Hồng với là của chị Hoa. Nè, không chị Hoa. Gửi gu xì trắng đấy, gu xì hoa dùm chị. À Nguyễn Nguyễn có gu xì hoa hồi nãy rồi mà. Lam Viên Nguyễn có, Lam Viên Nguyễn có hai bộ cà phê sữa chưa? Rồi. Dạ phải không? Rồi lên sọc riêng cho em. Gu xì hoa cho Nhung Nguyễn rồi, hết rồi. Thanh Nguyễn ơi, gu xì hoa hết rồi cho nên là em không đổi được nha Thanh Nguyễn nha. Này của Nhung Nguyễn ơi, hết luôn rồi. Rồi sơ mi sọc riêng. Lam Viên Nguyễn chưa có hả? Bữa bà nào hỏi chị ơi sọc riêu có không, có hàng không, mà bây giờ về rồi bãi đâu có tiêu rồi. Bữa bà nào hỏi chị ơi sọc riêu còn hàng không, chị đang may em ơi, bây giờ sọc riêu cho Nguyễn Úc bây giờ em đi tới đây chút đến 135 nhé, 135 sọc riêu cho Nguyễn Úc này. Sơ mi đẹp lắm luôn mấy chị ơi, nhà Trang là sơ mi là hơi bị đẳng cấp luôn á, thề luôn. Sọc riêu chị Lam Viên Nguyễn lấy không? Sọc riêu đẹp nè, quá nè chị Vi ơi. Rồi mới về đó, ai lấy sọc riêu nữa lè lên qua mỏng mấy chị ơi, mệt mỏi quá rồi. Để em bóp, để em xài cái. Để tạo hút xin rồi. Để đại sản ra nè. Thôi, một cái này. 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 Rồi lên chữ ký màu đen nhé. Sọc riêu Lam Viên Nguyễn cho Nguyễn Quyên nữa nè. Chị Quyên ơi, đơn này em gửi sau nha. Cái đơn hôm qua là chị nhận xong rồi, xong đi rồi em gửi cái đơn ngày hôm nay sau nha. Đơn trước nhận rồi, đơn hôm qua chưa nhận. Đơn này gửi sau nha Quyên nha. Sơ mi hồng cộng sọc cho Kim Liên nè. Liên ơi kèm số điện thoại nha Liên ơi, sợi mi hồng cũng sọc. Sọc không ở đây hả? Ừ. Kim Liên kèm số điện thoại, ủa có đơn chưa ta? Tìm là rồi. Kim Liên có đơn chưa? Chưa có đơn thì cho em số điện thoại, còn có đơn thì kêu dồn đơn cho Kim Liên ơi. Rồi vải von nhé. Bộ này là vải von. Trời ơi. Von tây loe. Đề của em mua không biết mặc hết không? Rẻ mà, mấy chị mua hàng nhà em mặc rẻ mà. Rồi bộ trang đang mặc nha. Kim Liên kèm số điện thoại. Bờ sát tây loe 125 ngàn. Bờ sát tây loe nha mấy chị đẹp nha. Bây giờ em cũng la hết nổi không mấy chị. Rồi bờ sát tây loe này. Ủa hồi nãy còn bộ này mà chữ đâu rồi, chữ lớp á. Alo. Cái bộ chữ lớp. Ủa. Nghe chị ơi. Đi thấy bộ chữ lớp. Xin số ngoại. Kim Liên có đơn rồi hả? Để dạ dạ rồi. Để em tìm chị. Rồi ai lấy bộ này không? 125 nha. Kim Liên hồi nãy có đơn gì chị? Đơn hoa nhí hay sao vậy? Bộ em đang mặc 125 nha. Chị yêu nào lấy 125 kèm số điện thoại em. Rồi Kim Liên đâu rồi? Rồi để đơn gì hết Kim Liên. Không tìm cái đơn Kim Liên nè. Em mua hàng sơ mi với chị cô anh. Kim Liên nha, Kim Liên này có đơn gì rồi chị? Quan tay lên cho Lan Vi Nguyễn rồi, ok. Vừa sát tay lên cho Lan Vi Nguyễn nè. Vậy đổi gu xì trắng lấy bộ đang mặc hả? À rồi, ok. Lan Vi Nguyễn với là Thanh Thanh Nguyễn là đổi đúng không? Thêm bỏ cho cùng Lan Vi Nguyễn giùm con với. Đây là Lan Vi Nguyễn á. Cái đơn Thanh Nguyễn đâu rồi? Thanh Nguyễn như đây nè. Bỏ cho Lan Vi Nguyễn đi. Thanh Nguyễn là lấy bộ xì trắng ra. Bộ Kim Liên nó có đơn rồi.
Ủa là chắc sẵn rồi thì... Kim Liên cho lại số điện thoại cho Kim Liên nha. Đâu là đặt bộ gì? Thôi để đặt bộ gì vậy chị? Cho Kim này là có rồi. Thỉnh Kim tung tung tí chuyện thôi. Lên bộ chủ đen nè. Rồi bây giờ chữ vàng này mấy chị. Chữ vàng tay ngắn nha giờ. Kim Liên cho lại số điện thoại đi chị ơi. Như một bộ em xả ra mất tiêu rồi. Đâu là một bộ là xả luôn á. Da này còn không? Dạ đây có không bạn? Cái tin đường nó có thứ. Đây sơ mi lá đây. Và sát tay lên. Bố có đang mua xịt bác ấy. Nóng thiệt á. Màu vải đẹp quá mà Di Lộc mặc không được kiệt ghê. Di Lộc tập thể dục là mới ổn được cái Di Lộc. Rồi chốt kìm em bộ này nha. Trời hôm nay đơn mà em không có chỗ đứng luôn này mấy chị. Hay Di Lộc luôn hả? Không, đi vô đây đây. Đẹp quá. Rồi sơ mi lá giùm em nha. Bộ này đầu la em chốt hết rồi nè mấy chị. Ở em like từ 1 giờ tới giờ đó mấy chị, 3 tiếng đồng hồ đó mấy chị, nhanh lên lại lại giùm em nha, mệt quá rồi. Nằm ghế đi. Rồi sơ mi lá ai chưa có lấy nha. Lộ đó em má. Lộ. Rồi chốt giùm em bộ sơ mi lá 135 ngàn. À, còn có sản phục nơi tưởng này bị không? Mà mua em mua hôm qua rồi. Trời ơi, nó nói hôm nay mà khổ ghê á. Mua giùm em bộ lá này đi. Người ta nói hôm nay mà. Sơ mi lá giùm em. Sơ mi lá cho Nguyễn Úc này. Nguyễn Úc là Nguyễn Quyên á. Mấy bà, mấy xưa giờ tôi treo Maracan á, không chịu chọn đâu ha. Mình phải đợi mặc vô. Nguyễn Quyên đây. Nguyễn Quyên. Sơ mi lá cho Nguyễn Quyên. Nguyễn Úc. Rồi, tình yêu là lấy. Sọc vỏ đang treo lấy cho chị xem. Sọc vỏ hả? Này cái eo vì đó chị. Eo vì nó đẹp lắm chị ơi. Chị Phượng ơi, cái này chị lấy đủ màu mà bán đi. Vải và form rất đẹp, dạ cảm ơn chị. Em like từ 1 giờ mấy chị, cái like này là like thứ 2. Em lên sale hàng cho mấy chị thôi chứ còn là lúc lại là em nghỉ rồi. Mấy chị qua này bây giờ là đơn một nhà luôn. Cái này, ủa cái này mặc được mà nó có trẻ đâu gì là. Rồi rồi, ai lấy sơ mi lá này chốt giùm em nha. Rồi tăng lên màu vô anh lên sale cho mấy chị này. Bộ này sale cho mấy chị nha. Ai nhanh tay dành nha, bộ này hơi bị đẳng cấp luôn. Rồi bộ này còn mấy màu đây? Hai màu. Hai màu mà cái bài bài vô này mấy chị. Để bộ mua sẵn không? Rồi hai màu giùm em nha. Chị, chị. 115 ngàn thôi mấy chị. Ủa Kim Liên là hồi nãy con bỏ gì vô vậy? Chốt giùm em bộ này 115 ngàn nha. Mượn cái Kim Liên hồi nãy á. Đẹp không mấy chị? Màu nước sọc. 115 ngàn cho em một bộ nhé. Đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn, hai màu giùm em. Loan nâu với loan trắng đen giùm em sale giùm 115 ngàn nha. 115 ngàn nghe rõ giùm em. Voan dồn đơn cho Hà Trinh này. Màu gì chị ơi? Gì hả? Chị hả? Tôi sợ cái bụng ngứa ghê. Đây. Không bốc lá không phải bạc đâu. Hà Trinh đưa đây. Không, tiền em bị cung bắt ẩm lại. Cứ giùm em màu này đi, màu màu vên màu nào trên màu đây. Màu chị ơi, em có hai màu nha. Nâu với là màu trắng giùm em nha. 115 ngàn. Nâu cho Nguyễn Quyên, Nguyễn Úc. Nguyễn Quyên, đẹp quá. Nguyễn Quyên, Nguyễn Úc cùng một năm kìa. Rồi. Nguyễn Quyên loan nâu, Nguyễn Úc loan nâu, ok. Hương Nguyễn loan nâu, ok tình yêu. Xe em 115 ngàn là rẻ đó nha, không có lời đâu. Kết trần nâu. Bộ này sang lắm. Kết trần có đơn rồi.
Tân nấu này bọn tân chứ tân nấu có đơn rồi. Men vô tên là bon, con ta già ở trong sao nhiều quá. Ông biết gì? Cái chỗ bị cuốn ngủ bọt chưa? Ngủ bọt chưa? Thanh Nguyễn lâu kìa. Anh Nguyễn đây, Thanh Nguyễn đây. Đưa mấy cái hàng cho em đi. Đây là bữa mời chị bỏ đây hết á. Cái chân là bên chị nhỏ hay bên em đi? Nguyễn Quỳnh là loang trắng. Nguyễn Quỳnh là loang trắng. Thanh Nguyễn mở năm đêm mới đó. Đấy rồi, em bỏ đây rồi. 115 ngàn chị. Lê Quỳnh cho đại xuất khỏi đi Lê Quỳnh ơi. Cái sỉ bằng giá lẻ chị ơi. Em bán trên like là giống như giá sỉ rồi nha. Lê Quỳnh cho đại xuất khỏi nha Lê Quỳnh. Vì hàng Nhà Trang là bán không bao giờ đụng hàng ai hết nha. Rồi chết mẹ rồi. Máy số 2 hết pin này. Rồi qua mẫu luôn. Lê Quỳnh cho đại số điện thoại. Dạm ơi máy số 2 hết pin. Nguyễn May. Đây. Mày có đơn chưa? Hay rồi nè, Nguyễn May mấy Nguyễn gì đây? À Nguyễn May. Đi. Nâu 115. Được nâu nè. Lê Quỳnh cho lại số ngoài nha Quỳnh ơi. Tạm đây có 19 tủ. Mày máy số 2 hết bên này ngâm máy rồi mày. Lê Quỳnh là loang trắng là cái sáng đó. Rồi em lên hoa loang nâu nha. Bộ này hết rồi. Bộ này còn 6 chỉ thôi, chốt có 6 chỉ thôi. Như Nguyễn loang nâu, Như Nguyễn. Đây Như Nguyễn loang nâu. 115 ngàn. Loang nâu. Nâu với trắng cho lên cho Ngọc Đào. Đây, Ngọc Đào đây. 115. Ngọc Đào. Đây lấy rồi, đây rồi. Lê Quỳnh cho lại số ngoài lần cuối nha, không thả đơn ra nha. Trời ơi, bộ này mà không chốt thì thôi luôn mấy bà. 115 ngàn, nhưng còn mấy set? 5, 6 set. 6 set. Thôi rồi, đưa cái túi trống này em. Hoa văn nâu giùm em nha. Nguyễn Thanh Hoa hả? Đẹp không mấy chị? Hoa Trần Thị. Hoa văn nâu 6 set. Hoa Trần Thị kìa. Hoa Trần Thị hoa văn nâu hả? Nâu, nâu. Nâu là gì? Hoa văn nâu hay là loang nâu? Loang nâu kia. 115 á. Loang nâu. Cái này có 115. Loang nâu này nè. Hoa Trân Thị có đứng chưa? Hoa em không bán túi sách hoa, nha. Hoa loang nâu nè. Từ. Hoa văn nâu cho Bảo Phượng. Bộ đăng mặc cho Giang Linh. Bảo Phượng nè. Đăng rồi. Đây, Bảo Phượng. Hoa văn nâu cho Nguyễn Út. Đây, Nguyễn Út đây đó, đi. Hoa văn nâu cho Như Nguyễn. Đây đây giá 115 ngàn chị ơi. Hoa loang nâu, Hoa loang nâu. Mẹ có bộ loang nâu đi mẹ. Rồi hoa loang nâu rồi qua mẫu nha. Bộ loang nâu rồi. Qua mẫu luôn mấy tình yêu ơi. Đó. Hai này hai bộ nè. Nâu Nguyễn Quyên nè. Nguyễn Quyên nè. Đấy. Thấy chưa? 115. 115 kèm số ngoại Giang lên ơi. Hoa Trong Thị có đơn chưa? Qua nè. Qua trong thì chưa có đơn mà. Rồi Sami Dian em còn mấy bộ đây? Rồi Sami Dian em còn mấy bộ đây? Đếm giùm em nha. Hoa Trân Thị. Hoa Trân Thị. Còn Hoa Trân Thị. Rồi Sami Dian em còn mấy bộ kiếm ra giùm em nha. Liberty giùm em nha. Ai vậy? Bộ hoa nấu ai nè? Bỏ bên đây bớt cho giùm em đi. Tụm tụm tụm. Đây 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 đây. Dạ. Này gai giùm em. Gai giùm em. Gai giùm em. Bộ này còn mấy bộ. Lên xào. Còn 2 set nè. 3 set. 2 set. Sơ mi đen giùm em nha. Bộ này là hơi bị đẳng cấp đó mấy chị. 135 ngàn giùm em một bộ. Chưa? Rồi mới về hồi tối hôm qua luôn mấy chị, không còn một bộ nào luôn đúng không? Còn hai bộ cuối cùng hết lô luôn, chốt giùm em mã sơ mi đen hết rồi nha. Bộ này là hơi bị đẳng cấp, bộ này là em hết đầu like rồi nha. Đang mặc cho Nguyễn Út, bộ đẹp quá. Liberty okay. Mấy chị Liberty chị nào yeah. Có nhiều cọc cạc nha mấy chị ơi, sơ mi đen nhất rồi nha, đừng phòng nghiệp nha. Nhổ cái màu đen đi thím, đẹp quá, bộ này đẹp quá mấy chị ơi. Bộ đen là nhiêu nè? Rồi em còn một bộ thôi nha. 135 ngàn giùm em. 135 nghe rõ giùm em nhé. Bộ đẹp quá, bộ này là em hết từ đầu like rồi. Sơ mi đen cho Phạm gì? Tu Phạm. Rồi hết rồi nha. Sơ mi đen này Quyên có rồi, Quyên ơi. Quyên có rồi, trời đất ơi. Chốt hai lần này có Quyên ơi. Có rồi nha Quyên. Lê Quỳnh sơ mi đen nè. Rồi em lên loang vàng nha. Loang vàng chưa like đúng không? Hoa Trầm Thị sơ mi đen. Loang vàng chưa like. Em vào đen này. Hoa Trầm Thị sơ mi đen mới là cái bộ màu nâu 115 là cái gì ta, loang nâu hay hoa văn nâu đấy? Hoa Trần Thị lấy loang nâu hay là
Rồi chốt giùm em mã giùm em nha. Có rồi nha Quyên ơi. Loan vàng. Ôi bộ này nó thật với chị luôn. Đầu like tới cuối like chưa like luôn. Bộ này đỉnh của đỉnh luôn. Form này mấy chị. Kéo quần lên. Màu nâu là loan nâu đó. Loan nâu. Rồi, loan nâu đi mẹ. Rồi chốt giùm em loan vàng cổ tròn. Quần nóng xuống đầu giùm em. Loan nâu này. Hoa đồng thị là loan nâu đó. Năm rồi. Ok, hoa đồng thị là hai bộ nha. Đó. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em loan vàng. Bảo Phượng. Đẹp quá, bộ này đẹp. Ủa cha má ơi, đây, cái túi bà. Cái túi 1 triệu nó rất đá. Của bà Phượng nha. Bảo Phượng, Phú Phạm thì bích nè, loan vàng nè. Loan vàng giùm em sang ha. Bộ này sang quá. Beo hả? Sơ mi beo có, còn không? Sơ mi beo còn một nữa. Hả? Sơ mi beo hết luôn hả? Ừ. Nhà bộ bạn ơi. Sơ mi beo mới về này mình nội. À. Nè có còn một sơ mi đen không? Sơ mi đen hết rồi, cứ chốt vừa bì đi xíu rồi có mấy má gọi không mất vô cho coi. Bảo Phượng loan vàng. Bảo Phượng loan vàng. Bảo Phượng nhớ cặp cho em Mobi được cái 100 ngàn cho chị nha, 50% nha chị ơi. Sợ lắm nè. Thu Phẩm bích loan vàng chưa con? Rồi, rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp nhé. Beo có. Beo đưa giùm em beo đi. Mấy chị hỏi beo nhiều quá nè. Chị nào đang có bánh bay nào mình chia sẻ bánh bay đó. Ờ đó đó. À bỏ vô cho Thu đi. Thu Phẩm thì bích đó. Thu Phẩm thì bích nè. Đây nè. Sumi đen nè. Rồi hết. Em mừng quá. Bây giờ là hết thực sự rồi đó. Rồi Sumi đeo đây. Ai hỏi. Sumi đeo đâu rồi? Đây đây đây. Burberry có luôn nhưng mà đời em xíu, cái gì cũng có hết. Bình tĩnh nha. Nhà thương hiệu không thôi mấy chị. Vải đặt mới có hàng thương hiệu cho còn. Gucci màu trắng còn nha. Đưa một bơ màu hai bộ nè. Bơ vuông trong con kia. Nguyễn An loan vàng nè. Bộ này đẹp lắm Nguyễn An ơi. Cho lại số điện thoại đi Nguyễn An ơi. Mấy chị ơi bộ này đẹp Nguyễn lắm. Nguyễn An ơi cho lại số điện thoại đi Nguyễn An nha. Nhìn em cái túi đeo đâu à. À đây rồi. Số bộ lông vàng đi. Đây rồi. Rồi sơ mi đeo nhé. Bây giờ là đơn hết chỗ đứng luôn mấy chị. Không có chỗ để mà đơn luôn. Dạ ok Ngọc Trang Nguyễn ơi, cái đơn 500 mấy để em nói ship giao lại cho. Chả mấy thằng ship về á. Sao mà điểm 7. Rồi sơ mi beo. Không, các chị á, điểm không có máy nhưng chi nhau. Quê của em tới thôi à. Chị đó. Ngọc Trang Nguyễn á. Rồi đưa đây, đưa sơ mi beo đây, em còn em đeo làm với zipper. Đến số lượng giùm em. Nhung Nhung Nguyễn lấy Gucci trắng. Nhung Nhung Nguyễn lấy Gucci trắng kìa. Có đơn Nhung Nhung Nguyễn không? Dưới đơn Nhung Nhung Nguyễn là gì? Dung hả? Dung hả thì Dung. Nhung Nhung Nguyễn. Sơ mi beo cho Thu Phạm gì đây nè. Thu Phạm bích thì bích nè. Có đơn rồi đó. Đấy, đưa cái này, đưa cái này phải cho cái chị Nhung Nhung Nguyễn đúng không? Nhung Nhung Nguyễn lấy Gucci trắng đây không Nhung ơi? Này là 60kg thôi nha. Đây nè, nhưng mà biết cái này nè. Chị Nhung Nguyễn ơi, phải cái bộ đó không? Hai bộ này không chị ơi, Gucci cổ vuông. Đúng thì ok dùm Trang nha. Hai bộ. Trời ơi, trời này bỏ okay, 7 bộ này em chưa bỏ lại rồi mà sao không vẫn bỏ mới lại 2 bộ là sao vậy? Hoa Trân Thị kìa, Hoa Trân Thị beo. Hoa Trân Thị hả? Cái móc máy lạnh đâu rồi? Trời ơi, người thì hơi người thì nhiều mà móc phải lạnh trời này bỏ 27 rồi chết. Nguyễn nhúng cái bộ đó không? Móc phải lạnh đâu. Cái này còn bấm móc lên nè. Bấm cái nhựa đá móc móc. Bộ này bộ gì đây vậy? Bộ xì trắng Nhung Nguyễn ốp kìa. Còn cái này của Nhung Nguyễn nè. Bộ xì trắng Nhung hết. Thank you.
Nguyễn Úc ơi, gu xì trắng đó là 40 à 60 kg đổ lại thôi nha chị. Rồi em lên bảng màu trơn này. Em lên bảng màu trơn nha, hai bộ thôi. Bộ này có hai bộ thôi mấy chị. Thị trường bán 350 nha. Shop lớn bán 350. Em bán 129 ngàn thôi. Bộ này bán giá rẻ quá. 129 màu bơ kèm số ngoài giùm em nha. Mua xì trắng thả ra, mẹ út ra. Không có vừa đâu. Rồi màu bơ giùm em. Form này hơi được đẳng cấp nha, mấy chị đẹp nha. Chị nào mà to to á mà không thấy bụng giùm em bộ này nha. Rồi chốt giùm em màu bơ 129 ngàn. Cái này là chất liệu vải đuổi giùm em á, đuổi màu. Đuổi màu giùm em nha chị đẹp nha. Rồi hai màu bơ giùm em, hai bộ thôi, 129 ngàn. Form đẹp lắm, 1m7 mặc bao bơ tư giùm em luôn. Bơ 129. Mũ xì đỏ trên xào là LV đó hả chị? LV ở mũ đỏ đó. LV này đúng không? Vải gì vậy? Như màu con canh mặt luôn. Mango. Quang Lê bộ vừa sát tay Lê nè. Nè vừa sát tay Lê cho Quang Lê nè. Quang Lê bộ vừa sát tay Lê đó. Mũ xì là tầm 60kg đổ lại mặt vừa nha chị Nhung Nhung Nguyễn ơi. 129 ngàn bộ cho Lê Trung thì dồn đơn. Bộ này đẹp lắm em nói thật. Lê Trung. Lê Trung. À có một nu màu đen nữa đúng không? Còn ba đen. Mấy nu thôi, đi dùm em màu đen màu nu đi. Chị nào muốn lấy nu lấy. Lê Trung có bụng quá chị ơi. Em like mà em không kịp ăn cơm buổi trưa luôn á. Rồi. Đi dùm em màu nu màu đen đi. Chị nào muốn lấy màu nu màu đen thì lấy. Lê Trung. Lấy màu nu màu đen này mấy chị. Nu với đen để chung đấy nè. Chị nào lấy nu và đen lấy nha. Gucci thì 60kg đổ lại chị. Gucci 60kg đổ lại nhé. Rồi nu đen ai lấy nha, bộ em đang mặc. Bộ cái bộ đó đỏ, đỏ xám nó còn mấy bộ. Mó bộ làm. Đưa đây, còn bộ cuối cùng không? Đưa đây bán cho. Bộ đẹp. Hai bộ. Bộ này hàng hiếm nhưng mà đẹp nha. Thôi để em mặc luôn cho. Chị 48kg là bằng bà Trang đó chị. Nhóm nhóm Nguyễn ơi, 48kg là bằng chị Trang ngồi lai đó nha. Chị Trang ngồi lai là 48kg đó chị. 48kg mặt vừa sao rộng được. Mà có lai đâu mà chốt. Mày sai rồi. Hà cũng kho lắm máy nhiều mẫu trọng mình không có lai. Rồi chốt giùm em màu hoa đỏ xám nha. Cái này là ông bá giùm em ha. Chịu. Dạ cảm ơn Lê Trung nha. Chịu. Không cãi mới tin nhắn em nhiều quá chị. Cho nên là trả lời nó lâu á. Này đẹp lắm này. Rồi ông bá chị nào thích ông bá lấy bộ này cho em. Đẹp chưa? Ôi đẹp lắm luôn nha. Quang Lê ba bộ lắm đi. Sang không mấy chị? Bộ luôn. Thôi, cho em miếng nước đi chị Hồng ơi, con khát nước quá. 1 giờ tới giờ 3 giờ nó tiếng 3 chứ không ngủ không uống. Cúc vàng, cái bụng này bụng vô lắm. Đỏ xám bóng bát giùm em 135. Còn mấy bộ? 2 bộ. 2 bộ thôi mấy chị, bộ này 2 bộ. Đeo rồi hết pin hả? Hết pin được lâu rồi. 2 bộ này. Thôi, cái này nghỉ được mệt quá. Cố làm gì? Dồn đơn sơ mi đỏ eo vì cho Nguyễn Thu. Eo vì đẹp lắm, eo vì đầu lai người ta chốt quá trời luôn. Bỏ đi Nguyễn Thu đó. Eo vì đẹp giá mang luôn. Đầu lai mấy chị chốt nhiều lắm. Kiếm lên đâu rồi, kiếm thôi. Thôi em nghĩ lai những gì đẹp nhá. Em còn bộ này em tặng cho chị nào. Nguyễn Thu ơi. Đi cầm bộ em đi. Nguyễn Thu. Đó chưa? Ừ.
nữa. Đây còn bộ Vanty loe chữ lớp nha, 125 ngàn, có 1 bộ thôi. Vanty loe chữ lớp có 1 bộ. Bộ cho nắng mặt 135 ngàn, 40 tới số 1 số 2 ký mặt vừa nha, 65 ký 1-6 dùm em. Rồi bộ Trang đang cầm nhé, Vanty loe chữ lớp 1 bộ thôi, 125 ngàn. Đâu rồi, buôn đâu rồi? Ôi à, thở hết nổi luôn mẹ ơi, mệt quá. Nguyệt thôi. Có bộ gì này nè mẹ? Trời ơi, 55kg đẹp lắm chị ơi. Bộ này mà 55kg em nói thật, những hàng bao đẹp xuất sắc luôn á. Này chốt cho chị bộ này. Hoa trần thì mới vô hả? Có đơn rồi. Hoa thì trân hả? Bỏ chị đi cho đủ đơn đi. Chị nào chưa đủ đơn ráng lấy bộ này này, bộ này hết rồi này. Hoa trần thì đây. Bộ nào? Bộ này em còn, bộ đây, bộ em đang mặc á. Có má nào mới vô mua một bộ không? Không, đủ đơn hết rồi. Đủ đơn hết rồi thôi, nghỉ like nha. Bộ này đẹp mà mấy chị không lấy nữa. Thì thôi chừng tiền bỏ bộ nó vô đi, rồi nghỉ like nha. Bỏ đẹp nha. Mấy chị nào mà có đơn bên nhà em á, nhớ kênh điện thoại cho bên nhà em gọi chốt đơn mới dẹp nha. Bây giờ còn đông người qua lắm, ba mấy mà bây giờ còn rất là đông, em không like nổi đâu. Like từ 1 giờ tới giờ mấy chị, 3 tiếng rưỡi rồi đó. Rồi bye bye mấy chị đẹp nha. Chị nào muốn mua thì mình vô inbox nhà em á, em có đăng hình lên hết nha. Xong rồi thích mẫu nào gửi qua inbox giùm cho em. Hôm qua có chốt đơn cho chị không em? Thôi anh trả lời đâu mệt quá. Bán màu hôm qua thì lắng lại.